chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về vụ việc ba mẹ con mất tích bí ẩn tại Hải Dương. Đưa hai con đi chơi nhưng không trở về. Đứa giáo viên và hai con biến mất sau khi để lại đồ đạc trên bờ sông cùng loạt tin nhắn tiêu cực gửi cho người thân. Và mới đây, một cái kết không ai mong muốn đã xảy ra sau những nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ. Thi thể người mẹ mất tích cùng con gái 9 tháng tuổi vừa được phát hiện sau vài tiếng kể từ khi thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy trên sông Thái Bình. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Chức, bí thư đảng ủy xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giang, Hải Dương thông tin. Lúc 6 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi. Ít phút sau thì tìm thấy thi thể chị T cùng thi thể con gái 9 tháng tuổi đang đệu trên lưng mẹ. Thi thể bé gái 2 tuổi cách thi thể hai mẹ con chị T khoảng 1 km. Thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy trên sông Thái Bình về xuôi, đoạn chảy qua địa bàn, cách vị trí có xe đẩy em bé khoảng 1 km, theo lời ông Chức. 6 giờ cùng ngày, thi thể bé gái 2 tuổi cũng được tìm thấy trong cùng khu vực. Cả ba người đều là nạn nhân trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích trước đó. Đến nay, công tác tìm kiếm của cơ quan chức năng đã hoàn thành. Ông Chức nói, từ chiều mùng 8 tháng 5, hiện trường luôn có lực lượng hơn 100 người của tỉnh, huyện, xã mò tìm suốt ngày đêm. Chúng tôi ban đầu cũng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Cơ quan chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Trước đó vào sáng mùng 8 tháng 5, chị VTHT, 31 tuổi, giáo viên một trường mầm non trú tại xã Cẩm Văn, nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T có nội dung từ biệt nên báo với chồng của nữ giáo viên. Người thân sau đó tổ chức đi tìm kiếm. Tại khu vực ven sông Thái Bình, họ phát hiện trên bờ có điện thoại, xe đẩy em bé cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ. Những đồ vật này được người thân xác định là của mẹ con chị T. Từ vị trí xe đẩy em bé, ngành chức năng phát hiện có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên huy động lực lượng tìm kiếm trên sông. Trước khi tìm được thi thể của ba mẹ con, vụ việc đã đặt ra nhiều nghi vấn vì nữ giáo viên cùng hai con nhỏ đã mất tích bí ẩn sau khi để lại những dòng tin nhắn tiêu cực cho đồng nghiệp người thân. Cụ thể, khi chị T đưa hai con ra ngoài, người thân nghĩ chị đưa con đi chơi nên gia đình không ai để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin nhắn của người đồng nghiệp truyền đến với nội dung: nếu có kiếp sau, mình vẫn là chị em đồng nghiệp tốt. Tiếp đến, chị T cũng nhờ người đồng nghiệp chuyển cho mẹ với nội dung: con với cháu đi trước. Không chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển tin nhắn cho mẹ, chị T còn gửi cả tin nhắn cho em gái, em trai, nhưng nội dung tin nhắn hoàn toàn khác. Nội dung cho người em gái chị T viết: chị và cháu đi chơi xa. Ông Hoàng Nam sống tại xã Cẩm Văn cho biết, gia đình chị T sống rất hòa thuận, êm ấm, không xảy ra điều tiếng hay xích mích gì với bà con hàng xóm. Ông Nam nói, chúng tôi cũng chưa thấy vợ chồng nhà con bé cãi chửi nhau bao giờ. Chiều qua, khi nghe tin mà tôi bủn rủn chân tay, không thể nghĩ rằng lại xảy ra việc đau lòng đến vậy. Ông Nam tâm sự, chị T là giáo viên mầm non nhưng không dạy ở địa bàn xã, mà công tác cách nhà khoảng 5 km. Còn chồng làm bất động sản, kinh tế hai vợ chồng ổn định. Trong quá trình cơ quan chức năng còn đang tìm kiếm ba mẹ con, ông Hát sống tại thôn Uyên Đức, xã Cẩm Văn, hàng xóm của gia đình trong vụ việc chia sẻ: giờ chỉ hy vọng con bé bỏ đi, chứ không làm điều gì dại dột. Nhà nó ở gần nhà tôi, thi thoảng bà nội lại đưa hai đứa sang nhà tôi chơi. Nhìn hai đứa bé như thiên thần, giờ không biết sống chết thế nào. Thưa quý vị, vậy là thi thể cả ba mẹ con trong vụ mất tích đều đã được tìm thấy. Dựa vào những thông tin ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này bắt nguồn từ phút nghĩ quẩn của người mẹ. Chúng tôi đã đưa tin nhiều lần về hàng loạt những vụ trầm cảm sau sinh thời gian gần đây. Và lời khuyên dành cho những bà mẹ đang trong hoàn cảnh này vẫn chỉ có một. Đó là mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết bằng những cách tích cực hơn. Và trong mọi hoàn cảnh, những người mẹ sẽ không đơn độc trong hành trình nuôi con của mình. Hãy thật bình tĩnh, chia sẻ với người thân và bạn bè thay vì lựa chọn cách kết thúc mạng sống. Thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái kết đau thương này hay những thông tin mới nhất xoay quanh vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.